Chương 4: Hình thành một trung ấm thân. Đức Phật dạy: cái vỏ bọc của tánh người là cái vỏ bọc lớn có 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thủy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. 16 thứ này mỗi cái có cái vỏ bọc nhỏ riêng, không có sự sống trong đó, mà chỉ là cái vỏ bọc trống không vậy thôi. Nguyên thủy, cái vỏ bọc tánh người này chỉ tiếp nhận tánh Phật từ trong bể tánh thanh tịnh Phật giới vào thế giới loài người để làm sự sống. Tánh Phật đầu tiên bị hút qua cửa hải trụ âm của tam giới và đưa vào cửa hải trụ âm của thế giới loài người. Sau đó, tánh Phật bị hút vào tử cung của người nữ và ngủ trong đó suốt 9 tháng 10 ngày. Tử cung của người nữ có 3 công dụng: một là nơi ngủ của tánh Phật, hai là để tánh Phật quên hết những gì mà tánh Phật thấy, nghe, nói và biết, ba là nơi nuôi dưỡng tinh nam và noãn nữ thành là một thai nhi để sau này thành là một con người. Khi tánh Phật vào tử cung của người nữ ngủ, tánh Phật được ẩn vào trung tâm não bộ của thai nhi và hòa lẫn vào da thịt của thai nhi để làm sự sống. Khi thai nhi đúng 9 tháng 10 ngày, theo quy luật luân hồi là nó phải ra ngoài tử cung của người nữ để thành là một đứa trẻ. Đứa trẻ này khi qua cửa hẹp của người nữ, nó bị ép lại làm chấn động tánh Phật. Tức khắc, tánh Phật tự động la lên, làm thấy, nghe, biết cũng thức dậy luôn. Khi tánh Phật thức dậy, không thấy được, không nghe được, không nói được, không biết được, tánh Phật mới nhìn xung quanh, thấy có 5 cửa, 2 cửa con mắt, 1 cửa miệng, 2 cửa tai. Tánh Phật liền nhìn qua 2 cửa con mắt, thấy bên ngoài có rất nhiều hình ảnh, nhưng không biết gì. Tiếng động bên ngoài chui vào 2 lỗ tai, tánh Phật nghe, nhưng nghe không biết gì. Tánh Phật liền phát ra tiếng nói mà nói không rõ lời. Sau đó, tánh Phật tập thấy, tập nghe, tập nói, tập biết. Trước kia, tánh Phật tự hằng thấy, hằng nghe, hằng rung động để phát ra tiếng nói và hằng biết. Nay đã quên hết, nên phải tập thấy, nghe, nói và biết lại. Vì cái tập thấy, nghe, nói và biết này, nếu tánh Phật không lập đi lập lại nhiều lần thì tánh Phật sẽ quên. Tại sao tánh Phật bị quên như vậy? Vì tánh Phật bị cái vỏ bọc tánh người bao bọc lại nên tánh Phật phải bị quên. Cái vỏ bọc tánh người cấu tạo bằng điện từ âm dương. Điện từ âm dương là loại điện từ luôn luôn chuyển đi rất nhanh, nên tánh Phật vừa thấy, nghe, nói và biết tức khắc bị quét đi nên quên hết. Vì chỗ quên này nên trong vỏ bọc tánh người có một cái kho thật lớn gọi là tổng kho. Trong cái tổng kho này có nhiều cái kho nhỏ gọi là biệt kho. Biệt kho này chứa từng phần của tánh Phật thấy, nghe, nói và biết đem vào. Chính vì tánh Phật đem vào biệt kho này thì phải có người canh giữ. Người canh giữ cái kho này là ai? Là hành và chi của tánh người. Hai phần này gộp lại gọi là người nhập xuất truyền tống thức. Hai người này có bổn phận như sau: một là tánh Phật thấy, nghe, nói và biết gì, hành này có bổn phận đem vào. Hai là tánh Phật cần nhớ, hành này đem ra. Còn cái chi có bổn phận luôn luôn nhớ những thứ mà hành đem vào kho. Chính cái kho này gọi là kho tổng nghiệp của một con người. Cũng chính cái kho tổng nghiệp này nó dẫn đi 6 nơi và 1 nẻo. 6 nơi gồm các cõi trời hoặc nước tịnh độ, cõi thần tức Atula, cõi người, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, cõi địa ngục. Và 1 biệt nẻo vào loài thực vật. Trung ấm thân hình thành như sau: khi con người chết đi là điện từ âm dương không còn bảo quản thân tứ đại được nữa, nên
cái vỏ bọc tánh người cũng phải tan rã theo. Tánh Phật được thoát ra ngoài thân tứ đại và vỏ bọc của tánh người. Thoát ra ngoài vỏ bọc tánh người là cái tổng kho nghiệp do tánh Phật sử dụng 16 thứ của tánh người tạo ra. Tức tánh Phật tự làm ra cái kho tổng nghiệp này. Nó kéo đi luân hồi theo sự ham muốn của tánh Phật. Chính cái tổng kho này, nó là trung ấm thân đó. Vì sao gọi là trung ấm thân? Vì cái tổng kho nghiệp này, nó chứa lành hay dữ, được điện từ âm dương cuốn hút đưa vào thân khác, nên gọi là trung ấm thân. Đây là quy luật luân hồi nơi trái đất này vậy. Đức Phật sử dụng ngũ nhãn của Ngài nên thấy và biết rõ nguyên nhân sinh tử luân hồi, cũng như thoát ra ngoài quy luật sức hút của điện tử âm dương. Nên Đức Phật dạy pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền để giúp cho loài người ai muốn thoát ra ngoài sức hút nhân quả luân hồi. Nhưng Đức Phật vừa dạy pháp môn này, ai cũng cho Đức Phật dạy đạo tà. Đức Phật có nói bài kệ tựa đề là Anh Khờ để cho các đệ tử của Ngài cũng như loài người hậu thế nghe. Có một anh khờ dùng dây trói buộc, buộc mình vào dây, siết cứng mình lại. Anh ta than khổ, cầu người đến mở, cởi trói cho anh. Người ngoài thấy vậy, nói với anh ta: anh bỏ tay ra, dây trói bung ra, không bị trói nữa. Người ngoài nói vậy, anh chửi người nói: tôi nhờ mở trói, anh nói tào lao, tưởng pháp chi hay, niệm câu thần chú, dụng công ngồi thiền, chư Phật cứu giúp, Bồ Tát hiền linh, cứu tôi mở trói. Anh nói tầm bậy, để tôi ngồi thiền, chắc chắn thoát được. Ông là người điên, đi khuất mắt tôi làm gì mà kệ. Như Lai dạy rõ, loài người là thế, chỉ rõ đường ra, mà không chịu nghe, cho mình là đúng. Ngày đêm sáng tối, lại lục cầu xin, giúp mình giải thoát, không chịu học hỏi người trí huệ chân, mà học bùa chú, niệm này niệm kia. Anh ta quá khờ, ai cũng sinh tử, tự cứu không được, cứu ai bây giờ? Như Lai chỉ dạy, chỉ cần dừng dứt, dây trói bung ngay, tự nhiên giải thoát.